Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con cách xây dựng ngoại hình cho nhân vật. Ngoại hình cho nhân vật có thể không quá nhiều, nhưng nó lại làm nên cách hình dung rõ nét cho nhân vật. Và thậm chí ngoại hình cũng có thể toát lên được tính cách của nhân vật đấy. Trước hết, chúng mình sẽ tìm hiểu khái niệm đã. Trong một bài văn kể chuyện, nhiều khi cần phải miêu tả ngoại hình của nhân vật, nhất là với những nhân vật chính. Những nhân vật có những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu sẽ góp phần nói lên tính cách hoặc thân phận của nhân vật và qua đó sẽ làm cho câu chuyện sinh động hơn. Ví dụ nhé, cô giới thiệu với các bạn một phần miêu tả trong câu chuyện Người ăn xin của tác giả Turgenev. Nhân vật ấy sẽ miêu tả Tác giả sẽ miêu tả ngoại hình của ông lão ăn xin như thế nào. Các con theo dõi đoạn văn. Người ăn xin. Lúc ấy tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và ràn rụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại. Cháu ơi, cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào. Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ, túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì. Nào, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu những chi tiết ngoại hình đã được tác giả xây dựng cho nhân vật người ăn xin trong truyện nhé.